Xin chào cả nhà. Hôm nay là 12 tháng 9 năm 2022. Hôm nay nhà em về một lô đèn năng lượng mặt trời mới giới thiệu tới mọi người. Ở lô đèn này là lô đèn siêu sáng nhé, có công suất là 200. Đây. Model là Z200 và nó là 200W. Cái đèn này thì nếu mà về độ sáng thực tế thì nó tương ứng với cả khoảng một cái bóng LED 40W mọi người nhé. Bóng LED 40W điện lưới. Đặc điểm của nó là sử dụng tấm pin poly có công suất lạp là 60W. Đấy. Và sử dụng bên trong là 12 cell pin 32650, dung lượng là 6Ah một cell. Tổng dung lượng của bộ pin là 72Ah. Một thùng đóng gói thì sẽ có là 5 đèn mọi người nhá. 5 tấm pin này. Đây, 5 tấm pin và 5 đèn. Đây là thùng đèn này. Hôm nay em về mẫu 2 thùng thôi. Đây. 88200. Đây. Thông tin là đèn năng lượng mặt trời Z200 200W này. Thông số kỹ thuật là LED thấu kính 163 chip LED, công suất 200W. Pin lưu trữ là 72Ah, tấm pin là poly silicon 60W, nhà sản xuất này. Nhập khẩu này. Tí nữa em có rảnh không? Sản xuất tại Trung Quốc. Không anh ơi. Đây là mặt sau của tấm pin này. Tấm pin này là tấm pin đèn đường. Ra là cái dây PV của nó chỉ có 50cm thôi mọi người nhé. Có QC đóng dấu xanh này. Hộp của nó đây. Đây là tấm pin poly. Ra là màu của nó là màu thiên về màu xanh. Đấy, tấm pin rất đẹp. Công nghệ thì vẫn là công nghệ 5+3 thôi. 1, 2, 3, 4, 5 này. Mọi người chú ý là các cái tấm pin năng lượng mặt trời của cái đèn năng lượng mặt trời nó đều là pin thải. Đều pin thải của các hệ lớn nhé. Ví dụ nó bị xước này. Đây mọi người để ý này. Nó bị xước này. Đây là hơi răm răm xước một tí này. Đấy. Đấy, tất cả những cái này thì người ta mang ra người ta làm đèn năng lượng mặt trời. Đấy. Chứ chả có cái đèn năng lượng mặt trời nào trên thị trường làm bằng cái cell pin xịn cả. Nó vẫn là cell pin xịn nhưng mà cell pin nó bị xước. Xước ngoại quan. Hoặc là bị thiếu một mép ở góc chẳng hạn đây. Đấy. Xong người ta mang ra người ta làm để làm đèn năng lượng mặt trời thôi. Bởi vì đèn năng lượng mặt trời nó chỉ để lạp thôi mà không cần công suất cao nên là sử dụng các cái tấm pin là ok. Tấm pin đây. Còn đây là bản thân đèn này. Còn cái mẫu này, mẫu trắng trắng này là mẫu 300W hôm trước em có giới thiệu rồi. Để đo kích thước tấm pin nhé. Tấm này là tấm 60W này. Để em đo xem nào. Đây. Kích thước của nó là 64 phân mọi người nhé. 64 này. Một chiều là 64, một chiều là 67 phân. Đây, một chiều là 64, một chiều là 67cm. Tấm pin là tấm pin poly. Còn cái đèn hôm trước em bán là đèn ở trong nhà ấy, thì nó sử dụng tấm pin mono này. Tấm pin mono thì màu nó đen nhé. Đèn năng lượng mặt trời mà sử dụng tấm pin mono thì tốc độ sạc sẽ nhanh hơn. Bởi vì cái tấm mono này ở miền Bắc thì nó sử dụng điện tốt hơn. Còn miền Nam thì sử dụng tấm mono poly đều được. Còn miền Bắc thì nếu như mà mua được tấm đèn năng lượng mặt trời mà sử dụng tấm mono thì nó sẽ lạp nhanh hơn. Tấm này là tấm 50W. Tấm 50W là có kích thước là 45 và 67. Nó cũng giống cái kia thôi nhưng mà nó ngắn hơn một chút. Tại vì một thằng là 50, một thằng là 60 mà. Đấy, nó ngắn hơn được hơn một cell này. Một thằng 60, một thằng là 50. Đấy, hiện tại là hôm nay nhà em là có sẵn hàng hai mẫu này. Bác nào quan tâm thì alo. Cái mẫu cũ này em vẫn đang bán là 1.550.000. Đấy, còn mẫu mới này là 2.350.000 mọi người nhé. Mẫu này thì sử dụng 12 sao pin. Còn mẫu kia là sử dụng 7 sao pin. 7642 là 42Ah. Còn cái này là 12 x 6 là 72Ah này. Đấy, đây là ruột. Đi theo nó thì có ốc đây. Có điều khiển này, có ốc này. Đây, còn đây là giá đỡ của cái đèn này. Còn đây là chân đỡ đèn ở trong cái bao này. Đèn này nó gọi là đèn Z200. Mọi người chú ý là trên thị trường cũng có cái đèn giống hệt như này nhưng mà ở bên trong của nó là chỉ có 10 sao pin hoặc 8 sao pin mọi người nhé. Cũng là model Z200 nhưng mà do người ta đặt hàng nhái ấy, nó không phải hàng nhái thì là người ta chỉ đặt 8 pin thôi. 8 pin hoặc là 10 pin để bán cho nó rẻ hơn. Đấy, còn mẫu của nhà em là mẫu công suất thực
là công suất pin là công suất đủ của nó là sử dụng 12 sao pin đây này. 1 2 3 4 5 6 2 tầng, tất cả là 12 viên pin. À đây em đang test dòng sạc cho mọi người xem đây, test dòng sạc nhé. Dòng sạc đang là 4 ampe. Trời lại hết nắng mất rồi, có đám mây đi qua, chờ tí nó lắng lên xem nó sạc bao nhiêu ampe. Chắc tầm khoảng 9 đến 10 ampe thôi. Bây giờ nó 2 giờ chiều mất rồi. Trời đang mây quá. Phải chờ nó chút xíu, tí nó nắng vậy. Ha, đèn này thì đều sáng được ban ngày nhưng mà dùng ở ngoài đường thì cũng chả sử dụng đến tính năng sáng ban ngày. Có cái đèn 300 kia thì đèn pha thì các bác nào lắp ở trong nhà tối thì ban ngày bật lên thì nó vẫn sáng như điện lưới mà. Cái đèn này thì có công suất sáng là tương ứng với cả bóng nét 40W nhé. Cái típ dài 1m2 40W. Thế còn đấy, sáng lắm. Nó sử dụng chip LED, cái loại này là LED của nó là LED LED dài, còn bên kia là LED LED vuông này. Bên này là LED dài, cái bầu của nó cũng gọi là bầu ấy. Cái LED này sáng này, công suất sáng. Nó tương ứng khoảng bộ cái bóng 40W loại típ 1m2. Trời hết nắng rồi. Nó nắng thì kể ra em test cho mọi người xem thì tốt quá nhỉ. Mới chờ tí vậy. Đây, các bác có nhu cầu đặt mua sản phẩm thì liên hệ bên em qua số điện thoại là 098 700 6938. Em đang chờ nó lắng để xem là đo dòng nó lạp là bao nhiêu. Nhưng mà trời nó lại hết lắng mất rồi. Cái này thì lạp nhanh lắm. Của nó 60 tấm pin 60W. Nó lạp khoảng tầm, nếu mà lạp để căng đét thì phải mất 6 tiếng. Tức là đến tầm khoảng 2 giờ chiều mới đầy. Với nắng từ sáng đến tối, phải 2 giờ chiều mới đầy nếu trong trường hợp nó hết pin. Đèn này thì công suất của nó là 72.000 Ah, là dung lượng lớn nhất ngoài thị trường rồi. Ngoài thị trường thì các bác cứ để ý xem, cái loại này là 12 sao pin là loại dung lượng lớn nhất thị trường. Kể bây giờ bỏ cái pin này ra, chúng ta độ thành pin 3.7V được, mua quả 3.7V 100 Ah vào đấy được. Nhưng mà quả 3.7 thì lạp nó sẽ lâu hơn. Trời nó phải lắng to và lắng nhiều thì lạp nó mới đầy được. Thì quả này 72 Ah thôi. Xem nào, dòng nó đang bao nhiêu. Dòng hiện tại có 4.7 thôi mọi người ạ, 4.9 thôi. Nó cứ lắng lên thì dòng lại lên rồi đấy. Nắng phát là dòng lên luôn. 7 đây này, lên cứ mầm 8 này, 8.2. Bây giờ là 2.5 rồi mọi người nhé, 2.5 chiều. 8.3. Chưa lắng lắm. Nó cứ lắng to thì nó lại lên. Ở đây em đang quay chỗ trời lắng ra là cái màn hình này nó tối quá, như nó hơi khó nhìn một chút. Tôi tạm dừng tí cho nó nắng to hẳn lên thì quay cho mọi người xem. Trời nó hết nắng rồi. Đang có đám mây tôi tướng đi qua, công suất lạp bây giờ đang có 1.7A thôi. Thôi em xin phép là kết thúc video tại đây. Lúc nào lắng lên để nghiên cứu xem là nó bao nhiêu ampe tính sau vậy. Chắc em đoán là tầm khoảng 10 đến 12 ampe là cùng. Khoảng tầm 12 ampe. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nhé. Các bác có nhu cầu đặt mua thì cứ liên hệ Solar Hưng Yên qua số điện thoại là 098 700 6938. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.